À, xin chào cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang đứng ngay chỗ trục đường tỉnh lộ 10 nè. Đây là vị trí mà mình hướng về, mình đi về chợ Cây Gia Xà với lại đường Bà Hôm cô chú anh chị ha. Đường Bà Hôm quận 6. Hướng này mình đi thẳng lên là mình về chợ Cây Gia Xà và đưa chợ Bà Hôm quận 6 nha. Mình về các quận trung tâm nha. Còn hướng ngược lại nè. Hướng ngược lại là mình về Tên Lửa, khu Tên Lửa. Mình rẽ trái mình về khu Tên Lửa của chú anh chị. Còn mình rẽ phải là mình về Mã Lò, bệnh viện Miền Tân, bệnh viện Bình Tân nha cô chú anh chị. Thì cái căn nhà mà em chuẩn bị em sắp giới thiệu cho cô chú anh chị á, với mức giá là 1 tỷ 1 nha. Giá thì còn bớt lọc nha cô chú anh chị nha. Đó, 1 tỷ 1. Đó, đường nè, đường trước nhà nè. Đó, vị trí đường nè, đường này là đường tỉnh lộ 10. Và cái căn nhà của mình là hiện tại đang thuộc 842 của đường tỉnh lộ 10 nha cô chú anh chị. 842 tỉnh lộ 10. Đó, 842 tỉnh lộ 10. Đây là vị trí là đường tỉnh lộ 10 nè. À, giờ em sẽ đi vào bên trong ngôi nhà này cho cô chú anh chị xem nha. Đường nhà mình nó đường cái là thông ra tới khu chợ của Bình Trị Đông luôn nha cô chú anh chị. À, chợ khu chợ luôn là mình thông ra khu chiến lược Bình Trị Đông luôn đó cô chú anh chị ha. Đó, giờ em sẽ chạy đi ra cho cô chú anh chị xem nha. Đó, đường này thì xe hơi vào tận nhà thoải mái nha cô chú anh chị. Nhà mình là hiện tại là đang là ra công chứng thừa phát lại, mình công chứng nha cô chú chị ha. Là thì pháp lý thì ra thừa phát lại mình công chứng. À, có phòng công chứng người ta đại diện ra người ta làm chứng luôn. Và cái bộ hồ sơ này sẽ gửi toàn bộ trên hệ thống của phòng công chứng luôn cô chú chị ha. Toàn bộ hệ thống tất cả các phòng công chứng luôn. Đó, cũng an ninh lắm nha cô chú chị. Đó, đường trước nhà nè. Đường này xe hơi xe tải rồi ra vào thoải mái luôn. Đường thông luôn. Đó, ngôi nhà của mình thì được cái là nó nằm ở khu dân cư hiện hữu nha. Khu dân cư hiện hữu. Đây, ngôi nhà của mình đây, nhà mình là sau căn này nha. Đó. Cái căn một cửa sau cái căn mặt tiền này á là căn nhà của mình. Cửa mà có cái cửa sổ màu xanh màu cam cam của chú anh chị thấy không? Đó, cửa sổ màu cam cam. Đó, cửa sổ màu cam cam đó. Còn hướng này nè, mình đi thẳng ra là mình ra ngay chợ luôn. Thì tí nữa em sẽ review toàn bộ bên trong của ngôi nhà cho cô chú anh chị xem. Thì giờ em sẽ chạy lên tí nữa nè. Đó, lên cái hẻm này nè. Hẻm này mình để trái để phải nè. Là mình ra chợ luôn nha cô chú anh chị. Đó, ra chợ Bình Trị Đông luôn. Còn mình rẽ trái á, thì mình rẽ trái những cái hẻm này á, thì mình sẽ về ngay chỗ chiến lược, mặt tiền đường chiến lược. Còn mình đi thẳng đây luôn là mình ra ngay chỗ mặt tiền đường Bình Trị Đông luôn, ra ngay chợ luôn. Đó, đường này thì đi qua đi lại cũng rất là thuận tiện luôn. Xe hơi xe tải rồi ra vào thoải mái. Đó, ngay cái hẻm đó thì cách có một căn nhà là cô chú anh chị mình ra tới mặt tiền đường rồi. Đó, khu này là khu phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây là khu chợ nè. Đây là khu chợ nha. Đó, thì giờ cùng mời cô chú anh chị mình tham quan bên trong ngôi nhà nha. Tham quan bên trong ngôi nhà để mình hiểu rõ hơn cái toàn bộ bên trong ngôi nhà. Đó, vị trí ngôi nhà của mình trong đây nè cô chú anh chị ha. Nhà xài hai lớp cửa nè. Lớp cửa nhôm và lớp cửa sắt bên ngoài. Đây là khoảng không gian phía ngoài nè. Đó. Này không gian bếp nè. Đó, không gian này thì có cửa nhôm sinh pha nè, cửa sắt ngoài kia. Đó. Nhà ngang 2,5 m và dài là 5 m nha. Đó, cầu thang đi lên nè. Đó. Đó, cầu thang đi lên. Cái bậc rất là thoải mái. Ngang 2,5 m, dài 5 m. À, nhà được thiết kế một trệt 2 lầu nha. Có nè, đó đèn đồ, hệ thống chiếu sáng đồ đầy đủ hết. Đó, đây là toilet. Nhà mình thì được cái là có một toilet thôi. Nhà thì chủ chia sẻ với mức giá là 1 tỷ 1 nha. Đó, bớt lọc cho cô chú anh chị thiện chí 1 tỷ 1 thôi. Đó, nhà thì có máy lạnh đồ đầy đủ luôn nè. Đó, bộ rèm cửa cũng đã được thiết kế sẵn hết rồi. Này không gian một phòng nè, này cầu thang đi lên nè, toilet thì nằm ở đây nè. Đó, toilet thì nằm ở đây. Đó, toilet thì sẽ có up full hết. Đó, trên này là một phòng, trên này là suốt nha cô chú anh chị.
đó đó, trên đây nè đó, khoảng không gian nè rất là rộng luôn đó, có nè, có ánh sáng luôn nè, cửa sổ luôn nè đó, đây một phòng nữa đó, ở đây giường nằm nè đó, nghỉ ngơi. Ở trên là đóng là phòng, ở trên đóng là phòng nha cô chú anh chị. Ở đây có đèn nữa nè, bật cái này này nè đó, sáng trưng luôn đó, nhà mình sáng trưng luôn đó, hệ thống chiếu sáng đồ đầy đủ hết, giá 1 tỷ mốt nha, ra công chứng thừa phát lại, mình thừa phát lại cô chú anh chị ha đó, rất là tuyệt vời đó. Thì cô chú anh chị nào mà yêu mến hoặc thích căn nhà này thì mình qua mình gặp trực tiếp chủ, mình thương lượng giá cả nha, giá thì bớt lọc thôi cô chú anh chị ha. À, nhà mình thì ra công chứng thừa phát lại, mình sang tên đó, mình làm lập vi bằng nha cô chú anh chị đó, lập vi bằng mình sang tên trực tiếp chính chủ luôn, có phòng công chứng người ta làm chứng nha đó, với mức giá 1 tỷ mốt. Thì cô chú anh chị nào mà cần thì liên hệ em nha đó, nhà pháp lý cũng rõ ràng, ra phòng công chứng người ta đại diện, người ta người ta đại diện, người ta làm chứng cho mình nha đó, giá 1 tỷ mốt. Và em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em, nhớ đăng ký kênh nha cô chú anh chị.